Phật bảo A Nan, nay thiên nữ này ở đời vị lai sẽ được làm Phật, kiếp tên tinh dụ, hiệu Phật là Kim Hoa Như Lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạc giả phạm, a nên biết nay thiên nữ này tức là nữ thân cuối cùng phải thọ bỏ thân này rồi liền thọ nam thân tận đời vị lai chẳng thọ lại thân nữ từ đây chết rồi sanh vào thế giới rất dễ ưa thích của Đức Phật bất động như lai ứng tránh đẳng giác ở phương đông tại cõi Phật kia siêng tu phạm hạnh vị nữ này ở thế giới ấy cũng có tên là Kim Hoa tu các hạnh đại Bồ Tát này a nan đại bồ tát kim hoa này ở cảnh giới ấy chết rồi lại sanh phương khác từ cõi phật này đến cõi phật khác sanh ở bất kỳ cõi nào thường chẳng xa phật như chuyển luân vương từ đài quán này đến đài quán khác vui vẻ hưởng lạc cho đến mạng chung chân chẳng chạm đất bồ tát kim hoa cũng lại như vậy từ cõi phật này đến cõi phật khác cho đến quả vị giác ngộ cao tột ở trong đời nào thường không xa phật nghe thọ chánh pháp tu hạnh bồ tát lúc bấy giờ a nan thầm nghĩ thế này bồ tát kim hoa khi thành phật cũng nên tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa chúng đại bồ tát ở pháp hội ấy số nhiều hay ít giống như hội chúng bồ tát của phật này phật biết ý nghĩ ấy bảo a nan đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nghĩ bồ tát kim hoa khi thành phật cũng vì chúng hội tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chúng đại bồ tát ở pháp hội kia số nhiều hay ít cũng như hội chúng bồ tát của phật này này A Nan nên biết Đại Bồ Tát Kim Hoa ấy khi thành Phật thì thế giới của Phật ấy số lượng đệ tử xuất ra rất nhiều chẳng thể tính đếm, đó là chẳng thể tính đếm hoặc trăm hoặc ngàn hoặc trăm ngàn hoặc ức hoặc trăm ức hoặc ngàn ức hoặc trăm ngàn ức hoặc triệu hoặc trăm triệu hoặc ngàn triệu hoặc trăm ngàn triệu chúng đại bí xô chỉ có thể nói tóm lại là vô số vô lượng vô biên trăm ngàn ước triệu chúng đại bí xô này a nan nên biết Đại bồ tát kim hoa ấy khi thành phật ở cõi phật ấy không có nhiều tội lỗi như trong kinh bát nhã ba la mật đa này đã nói